Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè 2024 đang diễn ra vô cùng sôi động, thông tin về việc Marcus Rashford có thể chuyển đến Arsenal dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta đã thực sự gây xôn xao dư luận và thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như người mộ bóng đá. Theo nguồn tin từ AF Camden, Rashford và Arteta đã có những cuộc thảo luận gần đây và cả hai bên đều cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến nhau. Rashford, tài năng sáng giá một thời của bóng đá Anh, dường như đang cân nhắc về một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình sau một mùa giải không mấy thành công tại Manchester United. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Manchester United có sẵn sàng bán tiền đạo người Anh cho một đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Arsenal hay không? Đây là một quyết định không hề đơn giản của ban lãnh đạo nửa đỏ thành Man. Để có cái nhìn tổng thể về vấn đề này, chúng ta cần xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm phong độ hiện tại của Rashford, việc tăng cường lực lượng của Arsenal, tình hình hiện tại của Manchester United, cũng như là những vấn đề nhân sự và chiến thuật liên quan đến thị trường chuyển nhượng. Chỉ khi đánh giá kỹ lưỡng từ mọi khía cạnh, chúng ta mới có thể dự đoán được liệu thương vụ này có thực sự khả thi và mang lại lợi ích cho cả hai bên hay không. Không để quý vị phải đợi lâu, ngay sau đây hãy cùng đến với bài phân tích của Figon. Nhưng trước đó, anh em đừng quên truy cập Figon để xem trực tiếp mọi giải đấu bóng đá một cách nhanh chóng, với độ phân giải nét căng và hoàn toàn miễn phí nhé. Anh em cũng đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh nếu thấy video hay nhé. Phong độ thất vọng của Rashford. Mặc dù Manchester United vừa lên ngôi tại FA Cup năm 2024 khi đánh bại Man City với tỷ số 2-0. Trong đó, Rashford đóng góp bằng pha phất dài chuyển trạng thái, làm tiền đề cho bàn ấn định tỷ số lên 2-0 của Menu. Nhưng màn trình diễn của Rashford bị đánh giá là thất vọng. Đặc biệt, trong suốt mùa giải năm nay, Rashford liên tục thể hiện sự bạc nhược, không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Man United và bị chỉ trích nặng nề. Điều này dẫn đến việc anh không được gọi lên tuyển Anh cho Euro 2024. Đây là một mùa giải cực kỳ đáng quên đối với Rashford. Sự sa sút của Rashford có thể do nhiều yếu tố. Mùa trước, dưới thời Ten Hag, Rashford đã có một mùa giải xuất sắc khi được đá cao nhất trên hàng công, vừa trở thành chân dứt điểm chính, ghi được tới 17 bàn tại EPL, là mùa tốt nhất của anh. Tuy nhiên, mùa 2023-2024, khi Manchester United mang về một số 9 chuẩn là Højlund từ Atalanta, Rashford bị đẩy trở lại cánh trái, anh buộc phải chơi thiên về hỗ trợ hơn. Điều này không phù hợp với điểm mạnh của Rashford, vốn là di chuyển dứt điểm và chơi gọn gàng ở trung tâm. Khi trở lại cánh, anh bộc lộ điểm yếu về khả năng dây dắt 1-1 và sự chậm chạp trong khâu ra quyết định. Những yếu tố này góp phần lớn làm giảm sút phong độ của Rashford trong mùa giải vừa qua. Với một mùa giải không thành công của Rashford, câu hỏi đặt ra là liệu Manchester United có sẵn lòng để anh ra đi hay không? Đội bóng này hiện đang trong quá trình tái thiết và việc giữ những cầu thủ có tiềm năng phát triển là rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu Rashford không thể tìm lại được phong độ của mình, việc bán anh có thể là một lựa chọn hợp lý để tái đầu tư vào các vị trí khác cần thiết hơn. Việc Rashford có thể ra đi còn phụ thuộc vào chiến lược chuyển nhượng của Manchester United. Nếu đội bóng này có kế hoạch chiêu mộ những tiền đạo mới, việc bán Rashford có thể giúp cho họ có thêm ngân sách để thực hiện các thương vụ lớn. Ngược lại, nếu huấn luyện viên Man United vẫn tin tưởng vào khả năng hồi sinh của Rashford, việc anh ra đi có thể khó xảy ra. Nhu cầu của Arsenal cho hàng tấn công. Arsenal dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta đã có lần thứ hai liên tiếp cán đích ở vị trí A quân của EPL sau Man City một cách rất tiếc nuối. Dù họ đang sở hữu một Kai Havertz hồi sinh mạnh mẽ ở vai trò chủ công, sự ổn định của Saka bên cánh phải cùng phong độ thăng hoa của đội trưởng Odegaard và Declan Rice giúp họ ghi đến 91 bàn thắng. Nhưng thực tế, họ vẫn hay bỏ lỡ những cơ hội hay bế tắc ở vài thời điểm trong mùa giải, khiến cho họ bị Man City vượt qua. Một trong những yếu tố quan trọng cho hệ thống của Arteta là sự linh hoạt và tốc độ trên hàng công. Rashford, với khả năng chơi cả hai cánh và trung phong, có thể mang đến sự bổ sung đáng kể cho đội bóng này. Đặc biệt khi Martinelli có dấu hiệu đi xuống trong mùa giải này, Rashford có thể là lựa chọn thay thế lý tưởng ở hành lang cánh trái. Bên cạnh đó, khả năng chơi rộng và tạo đột biến của Rashford có thể giúp Arsenal đa dạng hóa lối chơi và tạo ra nhiều phương án tấn công hơn. Sự phù hợp của Rashford trong hệ thống của Arteta. Mikel Arteta đã xây dựng một Arsenal với lối chơi kiểm soát bóng và tấn công nhanh nhẹn. Rashford, với tốc độ và khả năng dứt điểm của mình, hoàn toàn phù hợp với lối chơi này. Dưới sự dẫn dắt của Arteta, nhiều cầu thủ trẻ của Arsenal đã phát triển mạnh mẽ và có thể Rashford sẽ tìm lại được phong độ của mình nếu chuyển đến đây. Trong hệ thống của Arsenal, tiền đạo cánh trái như Martinelli hay Chosa đóng vai trò như chân dứt điểm chính và tấn công chiều sâu. Vai trò này hoàn toàn phù hợp với Rashford hơn là vị trí cánh trái tại Manchester United, nơi anh phải chơi thiên về hỗ trợ. Khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm nhanh của Rashford sẽ được tận dụng tối đa trong sơ đồ chiến thuật của Arteta. Một yếu tố quan trọng khác là sự phối hợp với các đồng đội.
Rashford có thể kết nối tốt với những cầu thủ như Saka, Odegaard hay Havertz. Khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm nhanh của Rashford có thể tận dụng tối đa các đường truyền từ những cầu thủ này. Điều này không chỉ giúp Rashford có nhiều cơ hội ghi bàn hơn mà còn giúp Arsenal tăng cường sức mạnh tấn công. Ngoài ra, khi nhìn vào vai trò của Havertz trong hệ thống của Arsenal, có thể thấy anh không chỉ kết nối và làm tường mà còn khai thác rất hiệu quả các khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Rashford với tốc độ và khả năng chạy chỗ có thể tận dụng những khoảng trống này để tạo ra các tình huống nguy hiểm. Điều này cho thấy Rashford có thể không chỉ phù hợp với vai trò tiền đạo cánh trái mà còn có thể linh hoạt di chuyển và phối hợp với các đồng đội khác để gia tăng sức mạnh tấn công cho Arsenal. Khó khăn và rủi ro. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng Rashford đến Arsenal không phải là không có rủi ro. Đầu tiên là mức giá chuyển nhượng. Rashford dù đang trong giai đoạn phong độ không tốt nhưng vẫn là một cầu thủ có tiếng và Manchester United chắc chắn sẽ không bán anh với giá rẻ. Arsenal sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về chi phí này, đặc biệt khi họ có nhiều vị trí khác cần tăng cường. Thứ hai là vấn đề tâm lý và phong độ của Rashford. Sự thay đổi môi trường thi đấu có thể giúp cho Rashford lấy lại phong độ, nhưng cũng có thể không. Nếu Rashford không thể thích nghi với môi trường mới và tiếp tục sa sút, Arsenal sẽ đối mặt với một thương vụ thất bại. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Arsenal đang cần sự ổn định và hiệu quả để cạnh tranh danh hiệu. Nhưng chúng ta đừng quên một minh chứng rõ ràng cho khả năng hồi sinh của các cầu thủ dưới tay Arteta, chính là Kai Havertz. Trước khi chuyển đến Arsenal, Havertz đã trải qua một mùa giải thất vọng tột độ tại Chelsea, không thể hiện được giá trị và bị người hâm mộ chỉ trích. Tuy nhiên, khi đến Arsenal, Havertz đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành một trong những cầu thủ góp phần quan trọng vào lối chơi tấn công của đội bóng. Điều này cho thấy Mikel Arteta có khả năng khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của cầu thủ. Kết luận, nhìn chung, việc Marcus Rashford chuyển đến Arsenal không phải là một ý tưởng viển vông. Dù anh đang trải qua một mùa giải khó khăn tại Manchester United, nhưng tiềm năng và tài năng của anh không thể phủ nhận. Trong bối cảnh Arsenal đang tìm kiếm sự bổ sung chất lượng cho hàng công, Rashford có thể là sự lựa chọn hợp lý và phù hợp với lối chơi của đội bóng này. Việc chuyển nhượng Rashford sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quyết định của Manchester United, khả năng tài chính của Arsenal và mong muốn của chính Rashford. Nếu mọi điều kiện thuận lợi, Rashford có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng giúp Arsenal cạnh tranh các danh hiệu trong mùa giải tới. Tuy nhiên, đây là một quyết định đầy rủi ro và cần sự cân nhắc kỹ lưỡng từ cả hai phía.